Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã diễn ra trên sân MC Lennon Park, Auckland, New Zealand. Đây là trận giao hữu kín mà không có sự hiện diện của khán giả hay đoàn quay phim. Trận đấu này được coi là cơ hội cuối cùng để hai đội kiểm tra và chuẩn bị trước vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và huấn luyện viên của đội Tây Ban Nha thống nhất cho phép thay người không giới hạn và tiến hành quay vòng. Trận đấu đã bắt đầu với sự xuất hiện của một số cầu thủ trẻ như thủ môn Khổng Thị Hằng, tiền vệ Thái Thị Thảo và Ngân Thị Vạn Sự của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, đội Tây Ban Nha không có sự góp mặt của nhạc trưởng Alexia Putella do chấn thương, nhưng vẫn rất mạnh mẽ với đội hình chủ lực đến từ Barcelona, đội vô địch UEFA Champions League nữ năm 2022 đến năm 2023. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Tây Ban Nha đã diễn ra. Đội tuyển Việt Nam, hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA, đã có khởi đầu tốt với lối chơi tập trung vào việc ban bật bóng ngắn và mở tỷ số từ một pha đá phạt góc. Alba Redondo đã ghi bàn mở tỷ số từ đầu đá phạt. 5 phút sau đó, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục tấn công mạnh mẽ từ phía cánh phải và nhân đôi cách biệt với bàn thắng của Ordenia Castillo. Mặc dù đã thủng lưới hai bàn sớm, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn kiểm soát tốt trận đấu bằng lối chơi phòng ngự phản công. Họ có cơ hội ghi bàn ở phút 26 và phút 43, nhưng không thể chuyển hóa thành công. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã trải qua hiệp 2 với nhiều thay đổi từ hai đội. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã tung vào sân đội hình chủ lực, trong khi huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục thay đổi đội hình để thử nghiệm. Trong 20 phút đầu hiệp 2, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã ghi thêm 7 bàn thắng nhờ vào những pha đi bóng và xử lý kỹ thuật của Sanma Celeste, Hermoso Fuang và Gonzalez Rodriguez. Mặc dù thua đậm, kết quả này không gây bất ngờ khi đội tuyển nữ Tây Ban Nha được xem là một đội bóng mạnh, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA và có nhiều cầu thủ thi đấu trong các câu lạc bộ nữ hàng đầu châu Âu như Real Madrid và Barcelona. Theo thống kê của SofaScore, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã có những chiến thắng ấn tượng trước đội tuyển nữ Panama, Argentina và Australia với các tỷ số lần lượt là 7-0, 7-0 và 3-2. Họ cũng đã đánh bại Đan Mạch với tỷ số 2-0. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua hai trận giao hữu không thành công trước Đức, thua 1-2 và New Zealand, thua 0-2 cùng với trận thua 1-2 trước đội tuyển nữ Ba Lan. Sau trận đấu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 8 ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023.